Chiến tranh. Những người con yêu nước lên đường theo tiếng gọi non sông. Những người mẹ khiển con lên đường với một niềm tin chiến thắng. Đất nước thống nhất. Những người mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc những người thân yêu nhất.
tuổi trẻ hôm nay đời đời ghi nhớ, tri ân, biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.